Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch đã phối hợp lắp đặt hệ thống giám sát và quản lý nguồn phóng xạ tại công ty Abay tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là một trong số 124 nguồn phóng xạ thường xuyên di chuyển của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhưng đang trong quá trình di chuyển sử dụng tại thành phố Vũng Tàu. Đây cũng là nguồn phóng xạ đầu tiên được lắp đặt hệ thống định vị tại Việt Nam. Hệ thống này do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết bị Vi mạch ICDREC sản xuất. Thiết bị định vị này sẽ được quản lý bởi một phần mềm trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghiệp công nghệ cao xây dựng. Khi nguồn phóng xạ đứng yên, cứ 10 giờ một lần, thiết bị định vị gắn vào nguồn phóng xạ sẽ gửi thông tin về nồng độ, vị trí phóng xạ về trung tâm. Còn nếu nguồn phóng xạ di chuyển, cứ 10 phút sẽ báo một lần, đồng thời sẽ vẽ lại hành trình di chuyển của nguồn phóng xạ. Cùng một lúc, phần mềm trên có thể quản lý được ít nhất 10.000 thiết bị định vị. Theo ICDREC, thiết bị định vị có pin sử dụng trong khoảng thời gian khoảng 1 năm, và nếu hệ thống này bị gỡ bỏ khỏi nguồn phóng xạ thì sẽ lập tức báo về trung tâm biết.